Meeting vấn đáp câu 168 tại sao có chim bao. Ngài Na Tiên có nói, tâu đại vương, tất cả các loại chim bao ấy đều do từ những lý do sau đây. Thứ nhất, do mật tác động. Thứ hai, do đàm tác động. Thứ ba, thứ nhất do gió phong đại. Thứ hai, do mật. Thứ ba, do đàm. Thứ tư, do bệnh. Thứ năm, do chư thiên. Thứ sáu, do những chủng tử có sẵn trong tâm mình đã tạo tác từ quá khứ. Tức là ngày nghĩ cái gì, đêm mơ thấy cái đó đó. Hoặc là cái nghiệp. Rồi. Thì trong 6 nguyên nhân kể trên, chỉ có nguyên nhân thứ 6 là thật, do chim bao thứ 6 tác động này. Ngoài ra các giấc chim bao do những nguyên nhân khác đều không thật. Ở đây còn muốn hỏi là nếu như Ngài Na Tiên đã nói những nguyên nhân 1 đến 5 không thật, thì tại sao Ngài nói để làm gì? Con chưa hiểu rõ lắm. Nó giống như một cái người cha hướng dẫn cho đứa con cái trải những cái sự đời. Người cha nói đây là cái xe giả nè, đây là cái xe thiệt nè, đây là hàng giả nè, đây là hàng thiệt nè. Rồi đây, cái đồ ăn này là đồ ăn nó giả nè, tẩm quá chất nè, chứ nó không có chính thiệt đâu. Cái này là đồ ăn thiệt nè. Đó. Thì như vậy có bao giờ quý vị đặt câu hỏi là tại sao người cha chỉ cho đứa con biết đồ giả để làm chi không? Nếu như đã là giả thì chỉ để làm gì? Đương nhiên chính bởi vì nó là đồ giả cho nên phải chỉ. Chỉ để cho nó biết đó là giả. À, cho nên là không có lý do gì chúng ta lại đặt câu hỏi là tại sao nó không có thật, thì chỉ để làm gì? Chỉ để chúng ta biết là nó không có thật, chứ không chỉ làm sao chúng ta biết. Rồi nó dẫn đến cái chuyện là chúng ta mơ thấy tùm lum tùm la, rồi bắt đầu đòi giải điền đoán mộng. Sư đã gặp không ít những câu hỏi như vậy. Cho nên chúng ta phải biết có những trường hợp nó không có thật. Thì nhờ như vậy đó, chúng ta không cần phải nghĩ nhiều.